Hành trình gian nan. Chưa, tớ đi tìm nhé. Chưa xong đâu nhé. Ôi, ôi da. Ôi. Chết rồi, thùng rác cao như thế, làm sao mình leo lên được bây giờ? Phải gọi người giúp thôi. Thôi chết, bà chủ đem rác đi đổ rồi, làm sao bây giờ? Ôi. Ôi, đừng đi mà. Ôi da. Ngày nay mình bị quăng quật đến ê ẩm cả người rồi. Chết rồi, đây là đâu? Làm sao về được nhà bây giờ? Ôi, cứu tôi. Cứu tôi, có ai không? Ôi, cứu tôi. Trời, cậu ấy sắp rơi xuống thùng rác rồi. Phải nghĩ cách cứu cậu ấy lên mới được. Cậu là... Để tớ giúp cậu, nắm chắc tay tớ nhé. Hóa ra cậu cũng đang gặp chuyện. Yên tâm đi, tớ sẽ đưa cậu về nhà. Cậu đưa tớ về thật ư? Thật mà. Cậu vừa cứu tớ một bàn thua trông thấy, tớ phải đáp lại chứ. Nhưng cậu cũng phải về nhà chứ. Ba mẹ cậu chắc cũng đang rất lo lắng. Tớ không có nhà, tớ mới bị ông chủ vứt đi sáng nay. Vì ông ấy mang về một cô ác quy khác rất hiện đại. Tớ xin lỗi, tớ không biết. Không sao, tớ đưa cậu về nhé. Nhưng bằng cách nào? Tớ cũng chưa biết nữa. Chúng ta sẽ vừa đi vừa hỏi. Có thêm một người đi cùng sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Cảm ơn cậu. Thế nào, đường nào mới là đường rẽ về nhà cậu? Tớ cũng không nhớ rõ nữa. Tại lúc bị đưa đi trời vẫn còn sáng, mà giờ thì tối nên... Cứu tôi với! Bác mèo gặp nguy rồi. Cảm ơn hai cháu. Nếu không có hai cháu thì hôm nay bác đã bỏ mạng dưới tay lão rắn độc ác rồi. Dạ có gì đâu ạ. Chúng cháu cũng chỉ bảo vệ lẽ phải thôi. Mà các cháu đi đâu giữa đêm khuya thế này? Không sợ bố mẹ lo lắng sao? Lily bị lạc đường. Cháu đang giúp bạn ấy tìm đường về nhà. Thế nhà cháu ở đâu? Bác đi nhiều nên cũng biết nhiều nơi lắm. Có thể giúp được cháu thì sao? Cháu cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là trước cửa ngôi nhà cháu có một cây bàn rất to bác ạ. Trước cửa có một cây bàn rất to hả? À, bác biết ngôi nhà đó rồi. Đã có lần bác đi qua đó. Thật à? Bác biết ngôi nhà đó sao? Nào hai đứa, đeo lên lưng bác đi. Bác sẽ đưa hai đứa về nhà. Tuyệt quá! Vậy là chúng ta không phải đi bộ nữa rồi. Rồi, cảm ơn bác đã đưa cháu về nhà. Lần sau cháu phải cẩn thận nhé. Đừng ham chơi quá, kẻo có ngày bị đưa đi đâu rồi không tìm được đường về đâu. Dạ, cháu nhớ rồi ạ. Cảm ơn cậu nhé. Tất cả là nhờ cậu nên tớ mới được trở về nhà. Có gì đâu, cậu cũng giúp tớ mà. Thôi về nhà đi, tớ đi đây. Cậu định đi đâu? Hay là ở lại đây với tớ? Ở lại đây ư? Liệu có được không? Ông chủ của tớ rất tốt bụng. Nếu nhìn thấy cậu, chắc chắn ông sẽ giữ lại. Vì cậu vẫn còn hữu ích mà, tin tớ đi. Nhưng mà... Cháu nghe lời Lily ở lại đây đi. Bác thấy nơi này hợp với cháu đây. Vâng, thế thì cháu sẽ ở lại. Hân hân. Bác đi đi, chào hai đứa. Món ăn mẹ không thích. À, mẹ đi chợ về. Mẹ mua được gì vậy mẹ?
cơm hôm nay có thịt cô Tí nhé. À, có thịt, có thịt. Ôi, thịt thơm quá. Chắc ngon lắm mẹ nhỉ. Lâu rồi không được ăn thịt cô Tí nhỉ. Hôm nay con ăn nhiều vào nhé. Vâng ạ, con mời mẹ. Sao mẹ không ăn thịt? Hôm nay thịt ngon lắm mẹ ạ. Chỉ có trẻ con mới thích ăn thịt thôi. Mẹ ăn thấy ngán lắm, mẹ chỉ thích ăn rau. Nhưng hôm nào cũng ăn rau mẹ không chán ạ? Thịt rất ngon mà. Mẹ ăn rau quen rồi, phải ăn thế mới được nhiều cơm. Cá thịt để trẻ con ăn cho mau lớn thôi. Ồ, thế thì mẹ ăn nhiều rau vào mẹ nhé. Mẹ, mẹ ơi, con có giấy báo đỗ đại học rồi. Con đậu vào trường y rồi mẹ. Ừ, con mẹ thành công rồi, chúc mừng con. Đây là công lao của mẹ, con sẽ cố gắng để sau này phụng dưỡng mẹ thật tốt. Ừ, được rồi, thôi con ngồi nghỉ đi. Mẹ đi thịt con gà, mẹ con mình liên hoan. Con thích nhất là thịt gà mà, ăn đi con. Mẹ cũng ăn đi. À, con quên mất là mẹ không ăn thịt. Ừ, thịt gà dai lắm, mẹ ăn vào lại đau răng. Mà xưa nay mẹ có thích ăn thịt cá đâu. Mẹ lạ thật, toàn những thứ ngon lại không ăn. Để con gắp rau cho mẹ. Ăn rau cho mát ruột con ạ. Mẹ, đây là Trang, bạn gái con mà con đã nói với mẹ rồi đấy. Hôm nay con dẫn cô ấy đến chào mẹ. Cháu chào bác. Ừ, chào cháu. Chắc đói meo rồi phải không? Nào, hai đứa vào nhà đi, mẹ chuẩn bị cơm xong rồi, cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện. Ôi, nhiều thức ăn ngon quá, bác thật khéo tay. Mẹ anh nấu món gì cũng ngon, nhưng mẹ chỉ thích ăn rau thôi, trước giờ mẹ không ăn thịt cá. Ôi, bác có sở thích ăn uống lạ quá, nhưng phải ăn cả thịt cá mới đủ chất được bác ạ. Ừ, bác cũng biết thế, nhưng mỗi người mỗi sở thích, bác thích ăn rau. Ăn nhiều quen dạ hay sao ấy, cứ ăn thịt cá vào là ọc ạch, khó chịu lắm. Chả thấy khỏe hơn đâu cháu ạ. Mẹ là vậy đấy, từ khi ba mất đi, mẹ làm việc vất vả lắm, ăn uống thì kham khổ, anh góp ý với mẹ mãi mà không được. Ừ, thôi, hai đứa ăn đi. Mẹ ăn cơm đi. Để cháu gắp cho bác. Hôm nay mẹ làm nhiều đồ ăn quá, làm con ăn no căng cả bụng. Thôi, hai đứa ra phòng khách gọt hoa quả trước đi, cứ để bát đũa đấy, lát dọn một thể. Vâng ạ. Mẹ làm gì mà lâu thế nhỉ? Mẹ. Con đấy ạ. Mẹ thấy thừa ít thịt, sợ các con đổ mất nên ăn cố, kẻo phí. Mẹ, con hiểu. Con hiểu cả rồi, mẹ. Vươn lên mặt đất. Mình đã từng là một chiếc bình cổ được mọi người nâng niu, vậy mà giờ bị vùi mình trong đống đất dơ bẩn này. Cuộc đời thật trớ trêu, khó lường. Gì thế nhỉ? Người anh em ơi, việc gì mà phải vất vả nhoi lên mặt đất như vậy? Cứ ở im trong lòng đất có phải hay hơn không? Chào anh, quả thực tôi rất muốn trở thành một cái cây xanh vươn cao để được ngắm nhìn thế giới xung quanh. Có gì hay ho đâu, tôi khuyên cậu đừng nên dại dột như thế. Hãy từ bỏ ngay ý nghĩ ngông cuồng đó đi. Sao thế hả anh? Trên mặt đất, khắp nơi chỉ toàn là những đám cháy rùng rợn, thiêu đốt mọi thứ. Rồi chiến tranh, tàn phá, chết chóc tang thương không kể xiết.
Làm sao mà anh biết những điều đó? Tôi ư? Tôi đã sinh ra trước cậu hàng ngàn năm rồi. Tôi vốn là một bình sứ cổ quý giá ngàn năm tuổi, đã từng được người đời nâng niu bày biện ở những nơi sang trọng nhất. Thế tại sao anh lại nằm đây? Thế rồi một ngày kia, trời ơi, nhiều đồ quá, chúng ta gặp may rồi. Đồ cổ đó mày ơi, nhanh lên, cho vào túi đi, chủ nhà về bây giờ. Đến đây là yên tâm rồi, nghỉ chút đi. Ừ, cái bình này dễ phải đến trăm bạc chết gì. Công nhận đồ cổ xịn có khác, đẹp thật đấy. Đâu đâu, tao xem chút. Cẩn thận chứ, vỡ bây giờ. Để tao xem chút. Có phải của mỗi mày đâu mà mày ôm khư khư thế? Công tao vất vả vác nó ra tận đây, chẳng là của tao thì của ai? Là ai tính trở mặt à? Nhờ có tao phát hiện ra nhà đấy thì mới có cái bình này, nó phải là của tao chứ. Của tao? Là của tao? Không, là của tao. Của tao. Đúng là của đến tận miệng rồi còn mất. Tại mày cả đấy. Tại mày. Là tại mày đó. Bọn trộm cướp đã tranh giành co kéo tôi rơi xuống đất, rồi vỡ tan như thế này. Và thế là bao nhiêu năm nay tôi nằm trơ trọi nơi hoang dã này, không một ai đoái hoài, nhòm ngó. Ngày đêm buồn tuổi trong sương lạnh và nắng cháy như thiêu. Cuộc đời này chẳng có gì hay ho cho cậu đâu. Khi cậu lớn lên rồi, cậu cũng sẽ bị chặt phá, bị bão tố đánh quật thôi. Nhưng sống mãi trong lòng đất thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi sẽ vươn lên, trở thành một cái cây cao lớn. Nhoi lên làm gì cơ chứ? Trời ơi, dưới này ẩm ướt quá. Cây ơi, có cách nào cho tôi lên đó để được mở rộng tầm mắt với? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.